chuẩn bị chặt cho các bác nha. Đây đang chặt ít ba chỉ. Quá ngon. Đây. Cái này một đĩa nha các bác nha. Đĩa. Chặt cái da giòn. Da ròn rồm rộp này. Rất là giòn nha các bác nha. Đây nước chấm. Xong một đĩa nha các bác nha. Đấy. Quá ngon. 150 nha các bác. Đầu chọc nha các bác. Đấy. Đấy, còn một quả mốc nữa nha các bác. Đấy một cái đầu nữa. Quá ngon các bác ơi. Một xiên thịt nướng nha các bác nha. Xiên này 80 phải không nhỉ anh nhỉ? 80. 80.000 này. Bây giờ nó kia xiên thì anh. Lợn này ăn nó không mấy đâu mà. Lợn này lợn mán. Ngon lắm. Lợn. Đấy bắt đầu là cắt ra nha các bác nha. Quả này quả này. Ui. Đấy chặt cho. Đấy lấy miếng này. Khách nha các bác nha. Đấy các bác nha, đang gói cho khách.